Vâng, cặp đầu tiên mời các bác cùng ngắm nha. Thơm phức các bác. Thơm phức luôn. Đây, mời các bác cùng xem nha. Nguyên chất ốc luôn, chưa đụng chạm nha các bác. Cứng luôn các bác, nhìn này các bác. Này, tiếng lo tất cả nguyên mộc mạc, rất đẹp luôn. Nguyên chất bụi luôn. Em thu bụi hết rồi. Tiếng lo nguyên chất bụi luôn này. Cứng luôn các bác, cái cạnh vách này. Là phía trên này các bác. Cạnh này các bác. Đây. Nói chung là đẹp cứng luôn quá nha. Tiếng loa đẹp tuyệt vời nha. Cạnh này các bác thấy cạnh không? Đây, khách mới gọi các bác. Đây có thấy đẹp không? Từ tiếng luôn, nghĩa là chưa vặn ra luôn, có nguyên chất này. Đây, có thấy đây. Này nhìn tiếng loa này các bác, phê luôn. Hai cặp này series là 99235 này, 99235 nha các bác, 99235. Đây, full thành sắc cạnh luôn. Thôi, có thấy này. Đây. Nhìn cảnh vắt này các bác, đẹp ngất luôn. 99235 nha. Cặp này là series 99235 nha các bác. Bác nào chốt cặp này thì alo cho em. 99235. Tiếp theo, cặp tiếp theo nha các bác. Vâng, cặp tiếp theo nha các bác. Đây các bác nhìn, cặp nào nó cũng đồ đẹp, nó như nhau nha các bác, nên là em giao đồng giá. Tại về là về hàng đẹp, tuyển một lượt hết các bác. Tuyển được lượt này chỉ được 5 cặp. Mà khách vừa lấy 1 cặp rồi, nên em quay lên sóng là 4 cặp. Đấy, tất cả gân dinh và ốc ác là còn nguyên vẹn hết nha. Này, có cái cạnh vắt này, cũng như cặp trước rồi các bác. Đẹp cứng luôn. Đây, để các bác cùng xem sơ bộ qua thôi, chứ còn loa là loa đẹp hết. Từ tiếng loa thùng vách. Hàng mà hàng chắc từ Mỹ về là nó rất là chắc. Bên em chuyên hàng nước ngoài nha. Hàng đấu giá về. Đây phía sau. Đấy. Thì quay sơ bộ những cái sản phẩm này các bác xem và nó như là thôi. Xung quanh. Còn sản phẩm mà em để bảo hành nguyên zin, gân zin và cũng như là chưa đụng chạm gì hết. Từ ốc vít để các bác mình sở hữu. Con này series là 99337 nha. 99337. Cặp này là 99337 nha các bác. 99337. Bác nào chốt cặp này lên đơn cho em nha. 11.500.000 bao gồm phí ship, nếu chuyển khoản đủ thì bớt 200.000, còn 11.300.000. Còn cọc tiền thì vẫn giá là 11.